Xin chào các bạn, hôm nay thì hãy cùng Sushi ăn bò wagyu nướng cùng với cơm, nấm và trứng ốp la nha. Cái này, nước sốt này thì Sushi dùng tare, thịt nướng của Nhật đó các bạn. Chúng ta cùng ăn thôi, tadakimasu. Thì miếng bò Nhật ngon như thế nào? Các bạn ơi, miếng bò rất là béo. Bò qua như thì rất là nhiều mỡ, cho nên là người ta mới sắc mỏng như vậy đó các bạn. Tôi sẽ ăn trứng kết hợp với bò wagyu luôn nha các bạn. Đây là gừng các bạn. Wow, miếng bò wagyu rất là béo, khi mà nướng nó ăn kèm với cái nước sốt thịt nướng thì rất là hợp các bạn.